Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip nha anh chị. Đó, một con cái bô xin. Bò này tặng nhất nha anh chị. Tầm mét ba mấy á. Giữa lưng thì mét 32, 33 đổ lên á anh chị ơi. Còn sau lưng chắc tầm mét 37, 38 đổ lên. Đó, chiều cao rồi, khỏi bàn rồi. Bò này đẻ lứa 2. Chữa bao chữa lại 3B. 4 tháng 3B nha anh chị. Đó, tầm đẻ hai con rồi. Nó xây mặt nè, hiền khô à, xây lưng, chân là móng sò, cái đòn dài sọc luôn anh chơi, uống bản uống vú đều đó anh chơi, bò này đẻ được bao bê, kỳ mát sữa nha anh chị, cái đòn dài sọc luôn, đuôi một chồng luôn, đuôi dài phết gót luôn đó, đó thì giá thịt về cũng trên 20 triệu, 22, 23 triệu rồi. Đó. Bao chữa 4 tháng 4 tháng mấy bao bê cho anh chị nha. Đó, bao loại tới đẻ luôn, đặng nhất luôn. Đó, anh chị nào có bò năng loại cạo thì trao đổi bò chữa này thì liên hệ. Đó, bò vú hết nấu luôn nha anh chị. Bò này mát sữa. Đó, qua là khô teo nhách đen thui đó anh chị ơi. Những dòng này mình nuôi sinh sản đường dài thì ngon, là đẻ mười mấy hai chục con bình thường nha anh chị. Đó, cái đòn quá dài cấp mình ống nha anh chị. Đó, cái thùng hết nấu luôn, thùng chà bá luôn, dây lực nha anh chị. Đó, chữa tầm 4 tháng. Đó, quá trời cái thân lưng không ở mặt nha anh chị. Chân móng nè. Bò thì rất cám lớn, cỏ gì dễ ăn uống, bao ăn uống, bao tật lỗi cho anh chị luôn. Đó. Giá hợp lý luôn, 23 triệu. Ngang giá thịt xíu cho anh chị nuôi có lợi nhuận luôn. Đó. Anh chị ở gần, ở xa, vòng vòng thành phố Lân An liên hệ xe xít luôn anh chị ơi. Quá trời tướng hình không, đòn dài sọc. Những dòng này thì đẻ con không thật, mẹ mát sữa luôn, không hết nói. Đó. Thì những dòng kem bao bê, dòng F1 đẻ thì mình vỗ béo thì bao ngon anh chị. Kem đang lên cổ luôn ha. Chung là chăn nuôi bộ giống Long An tiện chọn những con giống nào nuôi sinh sản, nuôi vô béo tốt, bán cho khách mối, khách quen anh chị ơi. Đó, để nó bò này rất là hiền dạng, bao ăn uống, bao tật lỗi, đằng nhất luôn anh chị. Cao hết nói, đồn dậy sọc luôn. Lưng đó anh chị ơi.